Này, sau khi các ông coi xong buổi livestream của Oppo, họ ra mắt Oppo Watch này, Oppo Reno 4. Và sau khi các ông coi cái đoạn công bố giá của con Oppo Watch ấy, thì ông sẽ thấy như thế nào? Tôi thà là kiểu gì cũng sẽ có mấy ông kiểu: ui giời ơi, giá Oppo Watch cao thế, cả thế này thà đi mua con Apple Watch cho rồi. Đúng là mình phải tự nhận rằng là giá của con Oppo Watch ấy, có vẻ là hơi cao một chút. Nhưng mà nếu để nói là mua Apple Watch hơn á, thì cái này mình lại cảm thấy không đúng cho lắm. Bởi vì lý do tại sao á, thì trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết về con Oppo Watch phiên bản 41mm sau hơn một tuần sử dụng của mình với cái đồng hồ này. Bắt đầu thôi. Tê 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 tê. Bên thèn. Piu. Ok, một trong những điểm nổi bật đầu tiên mà mình sẽ muốn chia sẻ với mọi người nhất về con Oppo Watch này đó chính là về Wear OS của nó. Nếu cho mình ba từ để nói về cái hệ điều hành Wear OS ở trên Oppo Watch á, thì có lẽ đó chính là nó mượt, nó đẹp, nó nhiều tính năng và nó tương thích rất là tốt. À không, đấy là bốn tính năng rồi các bạn. Thật sự luôn ấy, những cái thao tác của mình thực hiện cho con Oppo Watch này phải nói là nó rất là mượt. Mình vuốt hay là bấm mở các icon chức năng ứng dụng cho con Oppo Watch này thì nó đều cho mình một cái độ phản hồi rất là tốt này. Các bạn xem này, phản hồi và animation hiển thị rất là tốt nên gần như là trong quá trình sử dụng ấy, mình không hề có một chút khó chịu gì cả. Tiếp theo, cái mình muốn nói tới đó chính là đẹp. Nó đẹp ở đây nghĩa là những cái về mặt giao diện của nó này, từ các icon, các tab hiển thị thông tin, giao diện đo nhịp tim, thời tiết hay là giao diện menu ứng dụng đều có một cái màu sắc rất là trẻ trung và dễ nhìn. Mình đánh giá rất là cao điều này bởi vì các thông tin mình cần á, thì luôn được hiển thị rất là rõ ràng. Điển hình nhất là tab hoạt động hàng ngày nè, thì mỗi hoạt động đều có một cái màu riêng kèm với một cái biểu đồ được phân chia rất là hợp lý, nên mỗi lần nhìn vào cái giao diện này á, thì mình rất là dễ theo dõi hoạt động của mình trong ngày đã đạt đến một mức độ như thế nào rồi, nên thực sự mình rất là thích luôn. Yếu tố tiếp theo ở trên Wear OS của con Oppo Watch này á, đó chính là nó nhiều tính năng. Wear OS á, về cơ bản là do Google tạo ra nên nó sẽ có rất là nhiều những cái tính năng giống như ở trên các thiết bị Android, như là mình có thể lên Play Store và download về các ứng dụng phổ biến như là Messenger nè, Google Maps, Spotify các thứ và sử dụng nó rất là bình thường và dễ dàng. Đặc biệt là Google Maps á, thì mình đánh giá rất là cao và dùng rất là nhiều vì nó tiện lợi lắm các bạn ạ. Mỗi lần muốn tìm đường á, là mình chỉ việc bật Google Assistant lên và kêu nó chỉ đường cho mình tới địa điểm đó thông qua Google Maps là nó đã tự xét đường cho mình đi luôn rồi. Và sẵn mình nói luôn về Assistant á, thì trên Oppo Watch này thì có hẳn một tab riêng để dành cho cái Google Assistant này. Mình có thể làm được rất là nhiều thứ hay ho với nó, như là mình có thể hỏi nó là nhịp tim mình hôm nay là bao nhiêu nè, hay là hỏi thời tiết hôm nay như thế nào, nhắn tin hay là thực hiện cuộc gọi với bạn bè của mình đều rất là dễ dàng. Còn về nhận diện giọng nói thì mình đánh giá là Google Assistant hay là cái nhận diện giọng nói của Oppo Watch này cho một cái tốc độ rất là nhanh và chính xác, nên gần như mọi thao tác của mình hoàn toàn có thể ra lệnh bằng Google Assistant để làm cho dễ. Đôi khi không làm mà vẫn có anh người ta gọi anh gì nhỉ không? Ngoài ra, đây là một chiếc smartwatch cho nên nó sẽ có được những cái thứ mà bắt buộc những cái smartwatch phải có, đặc biệt đó chính là kết nối với smartphone. Cụ thể thì mình có thể nhận được cuộc gọi này, tin nhắn hoặc là các ứng dụng mà mình muốn nhận thông báo trên cái đồng hồ này. Đặc biệt á, thì có một cái điểm rất là hay và những cái ứng dụng tin nhắn mỗi khi mình nhận được thông báo ở trên cái Oppo Watch này á, thì mình có thể trả lời trực tiếp ở trên cái Oppo Watch này luôn. Mình có thể nhập bàn phím hoặc là dùng giọng nói để nhập chữ nên mình thấy cái độ tiện lợi của nó rất là cao và đem lại một cái sự liên kết rất là tốt giữa các thiết bị Android và Wear OS của Google. Ok, nói nhiều về tính năng rồi nhờ. Thì bây giờ sẽ có một cái mà mình cực kỳ thích ở trên con Oppo Watch này mà thực sự từ trước tới giờ mình dùng những cái smartwatch á, mình chưa bao giờ thấy luôn, hay đúng hơn đây là một cái tính năng độc quyền của Oppo luôn. Đó chính là sạc bóp. Thật sự thì từ trước đến giờ mình đã quá là ấn tượng với những cái công nghệ sạc của Oppo trên những cái dòng smartphone của họ, như là sạc bóp 3.0 này hay là Superbox 2.0 các thứ, cho một cái tốc độ sạc cho những cái điện thoại rất là nhanh. Và bây giờ mình lại càng ấn tượng hơn khi mà con đồng hồ của mình, con smartwatch Oppo Watch này, thì nó có một cái tốc độ sạc cũng rất là nhanh, không hề thua kém gì những cái điện thoại. Hay cụ thể hơn thì trong vòng 15 phút đầu mình cắm sạc con này thì nó đã có thể lên đến là 30% rồi. Còn nếu để trong vòng 30 phút thì pin của con Oppo Watch này sẽ đạt được là 50%, và tổng thời gian sạc đầy 100% thì sẽ là 1 tiếng trong bản 41mm mà mình đang sử dụng ở đây. À mà sẵn đang nói về sạc thì bây giờ mình sẽ nói luôn về cái thời lượng sử dụng mà mình dùng ở trên Oppo Watch nha. Thì cơ bản với những tác vụ mà mình thực hiện như là bật full kết nối để nhận thông báo từ những ứng dụng như là Messenger nè, Instagram, Facebook, YouTube, Mail, Search, Google Maps và thường xuyên đưa tay lên xem giờ nữa, thì tổng thời gian mà mình sử dụng được với cái bản 41mm này thì nó chính là 8 tiếng thì nó hết sạch pin và sạch nguồn. Và các bạn lưu ý là cái 8 tiếng ở đây nghĩa là 8 tiếng tính từ cái thời điểm mà mình rút cái sạc với Oppo Watch này ra, chứ không phải là 8 tiếng ở đây là 8 tiếng on screen nhé. Nên nói về on screen thì mình nghĩ là con này nếu on screen liên tục thì sẽ rơi vào khoảng tầm 2 tiếng tới 3 tiếng thôi, không thể nào đạt được mức 8 tiếng được đâu. Cho nên với cái thời lượng sử dụng như vậy thì trong hơn một tuần vừa qua thì gần như là mỗi ngày mình đều phải sạc 2 lần.
cho con Oppo Watch 41mm này nếu như mà dùng nhiều các thứ. Còn không thì kiểu lâu lâu đưa lên xem giờ và nhận một vài cái thông báo cơ bản thôi thì mình có thể sử dụng nó hoàn toàn trong một ngày thì mới phải sạc một lần. Nhưng mà bù lại thì có sạc nhanh cho nên cái vấn đề này thì mình cũng không thực sự quan tâm lắm, bởi vì cứ hết pin bỏ vào sạc một tiếng sau là đầy, là có thể lấy ra xài một cách rất là thoải mái rồi, đúng không? Ok, nãy giờ mình nói khá là nhiều rồi nhưng mà có một cái điểm mà mình suýt nữa quên nói với mọi người, đó chính là về các chế độ tập luyện mà cũng là theo dõi sức khỏe ở trên con Oppo Watch này. Bởi vì nếu như mình chọn một cái bài tập nào đó thì nó sẽ hiển thị luôn các cái động tác mẫu để cho mình có thể dễ dàng làm theo này. Chưa kể do có loa ngoài nên các bài tập có cả giọng nói hỗ trợ đếm nhịp các động tác, cho nên thật sự là trong quá trình tập luyện với con Oppo Watch này á, nó rất là dễ dàng. Còn về những cái yếu tố khác như là đo nhịp tim này thì mình thấy nó cho một cái tốc độ đo khá là nhanh và chính xác và cập nhật luôn nhịp tim của mình theo thời gian thật nữa. Ngoài ra thì nó cũng hỗ trợ những cái như là đo giấc ngủ này, đo bước chân và nhìn chung về các tính năng này á, nó đều cho một cái độ chính xác rất là cao. Cuối cùng là một điểm mình sẽ muốn nói qua nhanh thôi, đó chính là về cái cảm giác đeo của nó. Thật sự về cái cảm giác đeo của con này á, thì đối với bản 41mm này thì mình cảm thấy là phần dây đối với mình khá là ngắn, mình phải cài ở mức gần cuối thì mình mới có thể đeo cảm thấy ok được. Nhưng mà nhìn chung á, trong quá trình đeo thì mình thực hiện các cử động tay hay là công việc hàng ngày thì nó không hề gây ra cho mình một cái cảm giác khó chịu hay là gì cả. Ok, tổng kết lại thì sau hơn một tuần vừa rồi mình sử dụng con Oppo Watch phiên bản 41mm này á, và mình cho các bạn một cái bài đánh giá chi tiết. Nhưng tại sao không phải là mình làm bản 46? Bởi vì bản 41 này mình cảm thấy nó là một cái phiên bản rất là dễ phù hợp với đại đa số người dùng, và cũng như là mức giá của nó cũng mềm hơn khá là nhiều so với bản 46mm, và nó cũng đem lại những cái chức năng tương tự như bản 46 thôi, chỉ có điều là kích thước của nó không bằng bản 46 thôi nha. Nhiều người bảo giá của con này cao, ok mình đồng ý là nó hơi cao một chút. Nhưng nếu như bạn đặt mua chiếc Oppo Watch này trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 á, thì sẽ có ưu đãi giảm 700k cũng như là trả góp 0%, nên nhìn chung á, giá sẽ mềm hơn dành cho những bạn nào muốn mua. Và bên cạnh đó, nhưng mà mình cũng không thể phủ nhận rằng việc đó chính là Oppo Watch này cho mình những cái trải nghiệm phải nói rất là tốt và cao cấp, được cái phần thiết kế, những cái tính năng mà nó mang lại phải nói sử dụng rất là tuyệt vời. Và một cái điểm cuối cùng đó chính là nó tương thích rất là tốt với các thiết bị Android, cho nên các bạn nào mà thường xuyên sử dụng những chiếc máy Android hoặc là bạn là một fan của Android á, thì bạn có thể mua cái dòng Oppo Watch này khi mà nó được hỗ trợ bởi Wear OS của Google. Nó đem lại một độ tương tác và độ tương thích rất là tốt với những chiếc máy Android. Còn nếu như ông nào mà xài Apple á, tức là cái dòng iPhone ấy, thì ông có thể mua Apple Watch thì nó sẽ đem lại một độ tương thích tốt hơn. Nhưng nếu như bạn thích Oppo Watch vì giá nó rẻ hơn Apple Watch khá nhiều á, nhưng vẫn muốn xài iPhone, thì Oppo Watch vẫn có thể sử dụng tốt với iOS, nên bạn cũng không cần phải quá lo về vấn đề này. Và không biết là các bạn cảm thấy như thế nào về con Oppo Watch này. Nếu thích đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel KZ. Mình là Gà, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.